Sư sư có hai trường hợp đưa hối lộ, đưa hoa hồng, thì có trường hợp nào phạm vào nghiệp ăn cắp không? Ví dụ lấy tiền nhà nước hối lộ cho quan chức để dự án được thông qua, hoặc lấy tiền công ty tư nhân giao cho mình để chi hoa hồng cho người quyết định chọn mình làm. Nếu không phạm vào nghiệp ăn cắp thì hai hành động trên phạm vào nghiệp gì? Nó có hai nghiệp. Thứ nhất là nếu như á, mình lấy cái tiền của người khác để làm lợi cho mình. Ví dụ như mình lấy tiền của nhà nước để lấy tiền nhà nước để mà mình hối lộ dự án, hoặc để mình đút lót, mà tiền nó không phải là tiền của mình nha, tiền là tiền của nhà nước, thì đó là mình phạm một cái tội tội trộm cắp trước. Tại tiền nó không phải của anh lấy đó, anh lấy thì anh phạm tội trộm cắp. Công ty cũng vậy, anh lấy tiền của công ty để anh hoa hồng, anh đút lót, anh hối lộ để nó được lợi cho cá nhân anh nha. Sư đang nói nó được lợi cho cá nhân anh thì anh phạm cái tội trộm cắp. Cái thứ hai, anh phạm thêm một cái tội nữa, đó là tà mạng, tức là cái sự nuôi nuôi thân mạng của mình ấy không có chân chánh. Tức là nếu như mà mình lấy cái tiền đó của một cái đối tượng khác không phải mình để làm lợi cho mình thì là mình phạm hai tội, một là trộm cắp, hai là tà mạng. Cái thứ hai là nếu như ấy, mình lấy tiền của mình để mình hối lộ, tiền của mình để mình đút lót, tiền của mình để mà mình chi hoa hồng để mình lobby, thì mình không phạm tội trộm cắp bởi vì tiền đó là tiền của mình. Nhưng mà mình lại phạm một cái tội đó là tà mạng. Thành ra có lần khi mà sư ở có một chú là chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì nó sư cũng không hỏi là doanh nghiệp nó lớn hay nhỏ, nhưng mà cái vị chủ doanh nghiệp này nè có hỏi sư một chuyện, đó là trong kinh doanh có đôi khi là vị này phải đút lót để thuận lợi cho công việc. Tuy nhiên là vì bảo vệ vị này cho nên bây giờ tôi cũng không có nhớ, nói ra buồn chứ sao rất là tệ, sao không có nhớ tên và sư cũng không biết cái tên công ty vị này. Chẳng là vị này hỏi sư như vậy, tức là trong kinh doanh ấy, có đôi khi vị này cần phải lót tay để mà được thuận lợi trong công việc. Thì như vậy đó, khi lót tay như vậy cái tiền ấy, vị này lấy tiền của công ty, nhưng mà vị này là chủ công ty mà. Nhưng mà khi mà lấy tiền công ty để mà lót tay đó, thì cái sổ sách nó sẽ có chênh lệch, không thể nằm ghi đúng được. Thì như vậy là mình lại phải làm thêm một cái chuyện nữa là mình phạm vào cái giới nói dối, tức là mình sửa sửa cái thông tin trên sổ sách để mà nó khớp, để làm sao để mà mình có thể hợp thức hóa cái tiền mà mình lót tay cho người này người kia. Sư có một lời đề nghị như thế này. Đương nhiên trong vai trò của một vị tỳ kheo thì sư không thể nào sư khuyên hoặc sư đề nghị hoặc sư khuyến khích một ai đó phạm vào ác nghiệp. Nhưng mà nói như thế này, tại sao công ty của mình mà mình lại lấy tiền công ty, để rồi mình phải phạm thêm một cái tội nói dối nữa để mà mình chỉnh sửa sổ sách? Nếu như đó là công ty của mình, công ty tư nhân của mình là chủ mà, tại sao mình không bỏ tiền túi ra? Tại sao mình không bỏ tiền túi ra? Vì nếu như mình bỏ tiền túi đó thì mình chỉ phạm một cái lỗi, đó là mình nuôi mạng không có chân chánh. Đương nhiên là trong cái vấn đề này có đôi khi là tự nguyện nhưng cũng có đôi khi là không có tự nguyện. Nhưng mà đó, nói gì thì nói, thì tại sao mình không bỏ tiền túi mình ra?
Bởi vì nếu mình bỏ tiền túi mình ra thì mình sẽ tránh được cái việc là mình phải lấp liếm cái đồng tiền đó trong sổ sách của công ty, thì mình lại phạm cái lỗi nói dối. Thì trong trường hợp mà quý vị hỏi cái câu hỏi này đó, nó cũng tương tự như vậy. Cũng tương tự như vậy.